hai chị em bị sự cố ở đây mọi người ơi. Hoàng bị te tua trơn rồi nè. Bị sự cố mọi người. Da mà làm như là bánh tráng vậy đó. Lột da như bánh tráng nha. Tét chân đây nữa. Tay thì bị chảy trơn à. Kiếp nạn. Kiếp nạn ở đây. Cái chân bị nặng nha. Cái chân bị nặng nha. Tối nay sao nhậu được đây trời. Chân với tay. Áo thì dính đất. Tiếp tục vào trong thôi. Hai chị em kiếp nạn rồi. Hiện tại Hoàng vừa tắm xong nha mọi người. Đang ở nhà của anh Long nha. Đang của nhà anh Long, quê nhà Vũng Liêm. Thì bây giờ mấy chị em vừa tắm xong vừa tới Vũng Liêm ghé nhà anh Long tắm. Rồi bây giờ chuẩn bị qua bên nhà ngoại nha. Nhà ngoại bé Ly nha. Ăn đám giỗ mọi người. Cúng mâm chiều nha. Lâu ngày ghé lại nhà của anh Long. Nhiều kỷ niệm xưa ùa về mọi người ơi. Nhiều kỷ niệm xưa ùa về nha. Chỗ này là hồi xưa hay tổ chức những cái buổi phát quà từ thiện trên trước sân nhà nè. Trước sân nè. Đó, ngôi nhà mến yêu của anh Long. Ngôi nhà mến yêu của anh Long nha. Anh Long mà coi được clip này thì đỡ nhớ nha anh Long ơi. Rồi bây giờ mời bà con theo chân Hoàng nha. Qua bên nhà. Bên nhà của bà ngoại và bé Ly nha mọi người. Trên con đường quen thuộc từ nhà anh Long qua nhà bé Ly nha mọi người. Từ nhà anh Long qua nhà bé Ly nha, con đường quen thuộc. Hiện tại bây giờ cũng bớt mưa rồi nha. Cũng bớt mưa rồi. Chỉ còn những hạt mưa ngâu thôi. Những hạt mưa ngâu thôi mọi người ơi. Bây giờ hai chị em đi qua bên nhà ngoại ăn cúng cơm chiều nha. Mưa này là mưa bão mọi người ơi. Mưa ngâu cũng mưa bão nha. Em mới tháng 7 mưa ngâu có cầu thước trên dải ngân hà. Chức nữ hồi ngọn ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em khi bằng giấc mộng khóc hận vì ai gieo cành đắng cay để lòng anh sống biết ly tan biết về đâu khi đường tương lai mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã hết hơi rồi. Mình Hoàng hát mà bà chị hai ngồi sau lưng bắt cười quá trời đó. Đó bây giờ cái đi cái đường vào nhà ngoại nè mọi người ơi. Đường nhà ngoại bây giờ ủa tưởng tôi làm ai ngờ mới làm đoạn này à. Tưởng tôi mới tính nói là này đã làm khang trang rồi ai ngờ nó làm ở đầu đường thôi mọi người. Vẫn còn như xưa nha. Đường vào nhà ngoại vẫn còn như xưa. Một chiều buổi chiều mưa gió bão bùng hai chị em đi chiếc xe máy vào trong nhà ngoại chơi. Không biết giờ này mọi người trong đó như thế nào nữa ha. Có rất là nhiều bà con khán giả bình luận là mong cuộc hội ngộ của Kim Tiểu Hoàng với Kim Tiểu Nam đó mọi người. Thì bây giờ là cuộc hội ngộ của Nam Đen và Hoàng Đen sắp bắt đầu nha. Của Nam Đen và Hoàng Đen sắp đụng độ tại tại nhà ngoại của bé Ly nha. Một đụng độ chưa từng thấy, chưa từng có của Nam Đen và Hoàng Đen.
của Nam Đen và Hoàng Bóng Tối nha. Hoàng Bóng Đêm và Hoàng Bóng Tối và Nam Bóng Đêm sẽ xuất hiện tại nhà ngoại ngay trong buổi tối ngày hôm nay và một buổi chiều đầy mưa gió nha mọi người. Thôi để ta chạy đi xíu nữa thì quay cho bà con mình xem tiếp nha. Đây là chạy quay luôn, quay cho bà con mình xem cái đoạn đường từ ở ngoài vào trong luôn, cho bà con mình xem đường vào nhà ngoại với Ly nha. Đường vào tim em hai anh em. Chạy từ Bình Dương vào trong Bình Hạnh Long, tắm xong chạy vô trong đây. Đường vẫn còn khá là xấu nha mọi người, trơn trượt. Hồi xưa mà đi học đi đường này, á thì ra tới đầu ngõ kia là dính đồ xong rồi quay về tắm lại luôn mọi người, khỏi đi học nha. Mà quay mọi người xem, nếu mà Hoàng có hai cái điện thoại là Hoàng quay hai tay luôn nha. Đường hơi xấu nha mọi người ơi, đường hơi xấu nha, tầm nhìn xa trong vòng 3 mét thôi nha mọi người, không có nhìn xa được nhiều hơn. Đường này Hoàng quay cũng mấy lần rồi nha, từ ngoài đường vào trong cũng mấy lần rồi. Đường này thì sao mà đi ô tô vô được, nó nhỏ mà xấu nữa. Có xe nhỏ xíu thì vô được nha mọi người ơi. Wow. Chạy có khi nào qua cái đường vô nhà ngoại mà mình không biết không ta. Hai chị em bị sự cố ở đây mọi người ơi. Hoàng bị te tua trơn rồi nè. Thì sự cố mọi người, da mà làm như là bánh tráng vậy đó, lột da như bánh tráng nha. Tét chân đây nữa, tay thì bị chảy trơn à. Kiếp nạn ở đây, cái chân bị nặng nha. Chứ tối nay sao nhậu được đây trời. Chân với tay, áo thì dính đất. Tiếp tục vào trong thôi. Hai chị em kiếp nạn rồi. Sau khi một cái cú knock out thì bây giờ đổi tài xế mọi người ơi. Đổi tài xế để cho hai nó chạy. Để cho bà chạy mọi người. Hoàng ngồi nha, Hoàng sẽ trở thành người thương binh. Thương binh bao nhiêu không biết. Thương binh 50% à. Gì dữ vậy. Ê cái giò chị chặt nha.
gắng quay cho bà con mình xem mà sự cố, nhưng mà không sao nha, vẫn còn được, trầy da tí xíu thôi, da mà lột ra như bánh tráng vậy. Chuyến đi bất ổn của hai chị em mưa gió bão bùng lặn lội đường xa, vượt qua bao nhiêu là sóng gió bão táp mưa xa, bơi qua hai cái cầu giữa trời mưa gió, rồi cuối cùng cũng tới nhà ngoại rồi nha. Đó có nhạc rồi mọi người, có nhạc rồi, có nhạc rồi nè, có nhạc ở trong rồi đó. Đó, ngoại lâu ngày cho ngoại lên sóng lại trên kênh của chú Hoàng nè, lặn lội từ Bình Dương, từ 12 giờ trưa tới giờ. Cuối cùng cũng tới rồi nha, nhưng mà bé Ly chưa xuất hiện nha. Vô ngoại mà bị té ăn keo đau quá. Rồi. Rồi tí nữa bé Ly xuất hiện thì quay tiếp cho bà con mình xem nha. Giờ mấy bà cháu ngồi hàng nguyên tâm sự.